Thôi, tao đeo dám mở đâu. Mở này đi. Không. Trời, mở hả tài rồi. Ồ, cô đi quá à, dễ thương quá tím mà. Dễ thương quá vậy. Cho coi mặt con coi. Để sao lên con. Dễ thương. Hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Tiếp Video. Hôm nay Tiếp Vinh sẽ tặng cho Tiếp Học một món quà. Và nhân dịp kỷ niệm 3 năm án nhau. Trời ơi, má ta nói nó tội nha. Tại ngày hôm qua hả, quả bỏ đói tôi 10 tiếng đồng hồ. Trong khi là kia hả, 6 giờ em gọi anh dậy nha, chúng ta sẽ đi ăn, tôi ngồi đi chơi các thứ. Xong ngủ tới 11 giờ mấy, 12 giờ mới dậy. Quá đáng lắm luôn. Ok, thì để xem thử là cảm xúc của Tiếp Học khi mà nhận món quà này như thế nào. Ok, let's go đi thôi. Thôi, tao đâu dám mở đâu. Mở đi. Không. Mở đi, sẽ tặng cho anh á. Em á. Không có bom đâu. Đang làm cái đéo gì nè. Không có bom đâu mà. Xíu, cho 5 phút rồi. Mở cái hộp mà mở cũng không xong nữa, thiệt luôn em. Ủa? Xé, đủ xé bể không. Bị vậy. Cái hộp nó đẹp quá, đẹp. Mình không mở ra được nè. Trò thì chứ. Không có trò gì đó, người ta tặng quà mà. Đúng không con? Đúng không? Không có bắn nước vô mặt anh Tích đâu. Gì đây? Quà của em tặng nhân dịp chúng ta án nhau được 3 năm á. Anh Tích mà có thích không? Đó. Chiếc khóe mọi người đi. Có cái bóp thôi thì bỏ trong cái hộp làm như thư của bom thư vậy. Tại cái hộp nó là của cái bóp mà. Cái hộp bị khùng rồi. Em không có cho nên chết đâu. Đúng á. Tình cảm của người ta mà hả, nghi ngờ vậy hả? Tại sao vậy anh? Hả? Chưa đủ lâu hả? Chưa đủ lâu hay sao mà hả? Nghi ngờ tình cảm của người khác vậy? Rồi, được rồi, cái bóp nè. Rồi, có nói nè, được rồi. Có nói gì với em không? Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Vãi vậy luôn. Ừ. Vậy thôi. Ừ. Kết thúc. Đúng vậy. Hết rồi. Cảm ơn mấy Bi. Thời gian nữa. Bóp đẹp mà. Có thể thời gian nữa. Thưa mấy Bi. Thưa mấy Bi, chân nào? Chân nào? Nhỏ vậy hả? Làm trò đấy. Chú khác đi. Tao đang chuyên. Đây đây. Anh Tích, baby có quà cho con nữa. Anh Tích bồng con đi. Là gì? Anh Tích bồng con đi. Tao đang chơi game mà thiệt chứ. Chơi game? Cái gì mà chơi game? Làm trò thiệt. Đây đây đây. Tặng quà cho con ha. Này là gì anh đang chơi? Không phải đeo chung. Cái găng tay của con á. Này qua tay cho con đi. Đội lên đầu con. Tặng món cho con nữa hả? Dạ. Ba mẹ quen nhau 3 năm liên quan đéo tới con mà tặng quà cho con nữa nha. Nó là tình yêu của hai đứa mình á. Phải có hai đứa mình thì mới có hai đứa nó chứ. Thân sao để đội cho con vậy? Khó đi con, người mẹ mẹ nó kiếm tiền vậy, chịu khó đi. Trời, bỏ hai tay rồi. Ồ, cô đi quá tím mà. Dễ thương quá tím mà. Dễ thương quá vậy. Cho coi mặt con coi. Để lên con. Vậy luôn. Nhìn cái mặt nó có khó chịu không? Thì mặt nó đeo. Dễ thương quá vậy. Cho anh coi với. Từ từ đây. Anh biết mà dễ thương không? Anh biết mà. Cái mặt lên chào mấy bạn nó đi con. Nó không ngứt mặt này. Dễ thương quá à. Dễ thương quá à. Rồi đó, ra đó chơi với mẹ đi. Được rồi. Cảm ơn anh Tiết Mặt nha. Đi chơi với mẹ đi. Bye bye. Ý là bắn gì? Ý là nó là người, nó là quỷ á. Khó chịu quá vậy. Cưng quá à. Nè. Mặt tớ dễ thương. Meo meo. Tao chèo kiếm đường để chèo cho tao đông cái máy á. Hello các bạn nha, mình là Vino tay thỏ. Tin 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 tin.
sao con mấy đứa này cứ cúi đầu hoài à, dễ thương. Cưng chứ. Bây giờ tôi sẽ vòng con tôi đi khoe khách nhà. Mai ơi, cô tin không? Trời đất, chịu nổi hồi nào nhỏ kìa trời. Hình như cái nó không có chịu hay sao á, dễ thương hả? Dạ, nó chưa đeo luôn á. Mày không có lái xe được. Có vẻ như nó thích cái tay cài này lắm luôn á. Dễ thương không con? Mẹ ơi, con thích cái cài này lắm luôn á. Trời ơi, cái mặt nó dị cưng kìa. Mặt nó thích mà ra mặt luôn á mẹ. Này để còn khoe kem. Còn khoe kem nha. Anh Kim ơi, anh Kim, con dễ thương không? Con dễ thương không? Còn con đi. Cưng hết nứt luôn mày. Mày là mèo hay là ngỏ? Con là thỏ mèo. Con là thỏ mèo. Dễ thương rồi. Nhìn con thì chim rồi. Áp quá, nghĩ sao vậy? Mà cái tay này nó hơi sụp hay sao? Đó bên này, chúng ta banh cơ. Ok. Hãy vòng con nha. Anh ốc ơi. Ôi cái này. Chú ốc ơi. Chú ốc. Chú ốc ơi. Đây là chú ốc nha. Luôn á, đang ngỏ lắm nè. Cái chân quanh chạy luôn. Khỏi quá. Chú ốc ơi. Chú ốc. Khen con đi chú ốc. Con không đẹp trai hả? Chú ốc có vẻ như hả gato với con hay sao á. Chú ốc không có cái tay thỏ cho nên chú ốc gato hay sao á. Cái mặt chú ốc kìa. Giọng thiệt chứ. Các bạn có thấy cái tay này nó hợp với con mình không? Nếu mà có thì các bạn nhớ để lại một comment và một like cho mình nha. Ok, chắc là sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem. Trời ơi, mình mệt vãi cả đói luôn á. Nói không ra hơi luôn nè. Ok, hương mọi người đi con. Bye bye.